sư Thích Ca minh Phật. Thưa các vị hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2016. Chúng ta sẽ học đoạn cuối của chứng đầu ca, tức là đoạn cái 56. Chép đoạn này trước là chúng ta đi vô. May mắn thay là tới cuối năm nay chúng ta cũng giải quyết xong chứng đầu ca. Mừng quá. Và năm mới mình sẽ học những cái văn bản mới. Mình chép cái bản dịch cống hiến nha các vị. Đây là đoạn chót nha. Đoạn 56 Voi lớn đâu thèm đi dấu thỏ Ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ Ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ Đừng dòm trong ống biếm trời xanh Chưa tỏ vì anh ta mở rõ mình đọc lại cho các vị nghe rồi hồi hướng cũng được kết thúc ngang gì này thôi voi lớn đau thèm đi giấu thỏ ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ đừng dòm trong ống biếm trời xanh chưa tỏ vì anh ta mở rõ khi loài voi nó đi thì thưa các vị nó không phải đi theo đường mòn nhé ví dụ như con thỏ thì nó cần chạy đường mòn, chuột thì nó chạy theo lối quen của nó, thế nhưng mà voi thì nó có cần đường mòn không? cái cá vị đường mòn nó đi cũng đâu được, tại nó to lớn vàng vàng mà. Nó, nó bưng vô rừng, nơi nào nó đi thì nơi đó thành đường. Cái hàm ý rằng là nếu ta có được cái đại tâm đối với con đường tu, đôi khi mình mở con đường mới, và điều thứ hai nữa gần gũi nhân tình và thế thái đời thường đó là mình không có ngại ngần chi về những chuyện dèm bán thị phi của thiên hạ thông thường thì những bậc đại trí họ mới dám làm điều này họ hiên ngang họ có bản lĩnh hay đứng trên đôi chân của họ còn chúng ta thì thuộc nhà hàng tiểu trí cho nên chúng ta nắm đuôi áo của người người ta đi tới thì mình đi tới người ta đi lui thì mình đi lui Chứ mình không có dám hiên ngang một mình hay nói một cách khác đó là với tâm lý của người họ có pháp hành trì họ dám đứng đầu sống ngọn gió họ có thể sống cô độc một mình họ không cảm thấy là là trống trải quan vắng còn chúng ta thì thưa các vị rất là cần sự quan tâm của người chung quanh nếu lỡ gia đình ta không ai quan tâm tới ta thì ta cũng kiếm một người hàng xóm quan tâm tới ta để ta sống còn nghe, đó là nguyên tắc đời sống là vậy. Mình luôn tự nương, mình luôn tìm một cái chỗ để gửi gắm tình cảm của mình, để gửi gắm cái sự thương mến, quý trọng, tin tưởng của người. Và nếu mà chúng ta thực sự là người có bản lĩnh thì mình dám hiên ngang đứng trên đôi chân của mình tu thôi. À người ở đời thưa các vị họ có bản lĩnh thì họ không biết sợ ai ví dụ như các vị có chút tài năng các vị vô sợ làm các vị có ngán ba nào đâu phải không nó đuổi mình thì mình đi chỗ khác người ta cũng trọng thị thôi còn mình không có tài vô sợ làm mình phải nịnh hót với bạn đồng liêu, phải nịnh hót với người quản lý rồi phải khép nếp sợ sệt với ông giám đốc mà không thì đuổi cổ mình mất việc làm thì đời sống này nó là vậy đời sống hiểu được đạo tu cũng vậy đó thấy được con đường đi rồi thì người ta rất là hiên ngang tự tin không phải tự tin với ai mà tự tin với chính mình thấy rõ con đường mình đi do vậy cho nên họ có cái niềm phúc lạc tự nội tức là có cái niềm vui tự nội sở dĩ họ đến với những đạo tràng tu học là họ muốn đóng góp công sức của họ Năng lượng lành của họ cho đại chúng tu thôi chứ còn bản thân họ có khi không cần đến đạo tràng nghe mình nói thế này giống như khuyết khích các vị đừng bao giờ tới đây nghe pháp nhưng mà đúng nó là như vậy đó một vị thầy thực sự không phải là một vị thầy muốn cho người ta quay bên cạnh mình tung xe với mình vị thầy thực sự giúp cuộc đời này là muốn cho mọi người học với mình đều trưởng thành đều trở thành một người bản lĩnh bản lĩnh sống hiên ngang giữa cuộc đời nói theo cái từ rất là nhân thế là là sống một cách bất cần đời chứ không phải là vị thầy muốn cho bao nhiêu người xung xe bu anh mình tôn binh mình nắm đuôi áo mình để cho mình có được thế lực phật tử thứ không đúng nguyên tắc là cái con đường dạy đạo của đạo phật nó phải như vậy chứ không phải là con đường muốn người ta tuân phục mình đâu không phải các vị nhớ rằng là từ những ngày đầu chúng ta học kinh văn pháp thoại thi ca thiền hay là bất cứ một bộ môn gì mà đều nhắc một câu đó là các vị phải tự làm cho đời sống mình trưởng thành từng ngày dâng lên từng ngày phải hưởng được cái niềm vui tự nội từ bên trong của các vị có được pháp hành trì rồi thì ta vui với pháp hành trì chứ không phải là vui với cái chuyện học bạn học bè cái nguyên tắc của loài voi thì nó không có đi theo những cái con đường người ta làm sẵn ấy. và xin lặp lại là với người thấy được pháp hành trì thì họ phải quay về trong tự thân họ họ an trú ngay nơi pháp hành đó là ngay nơi tâm bất động họ sống mà tu thôi còn mình mà lăn xăng chạy ngựa chạy xuôi thì chứng minh rằng là mình chưa có tu chứng minh rằng mình chưa thấy đạo nữa mình làm lại, thưa các vị, với người thấy đường đạo họ đến đạo tràng tu là vì cái tinh thần Bồ Tát đạo họ đến họ yểm trợ đạo tràng. Họ muốn giúp cho cái đạo tràng đó có hưng thịnh, có được người nếm hương vị chánh pháp để tu tập. Cho nên sự có mặt của họ là một sự đóng góp để giàu có năng lượng tu. Sự có mặt của họ là đóng góp với sự an bình tĩnh lạc cho một đạo tràng tu. Còn nếu mình đến mấy trung tâm, mấy đạo tràng mà mình cứ lăng xăng thế thì sái với cái tinh thần của người thấu hiểu đạo đấy thôi Rồi tệ hơn nữa thì mình đến mấy đạo tràng để mình dòm ngó ông A, bà B mình kiếm chuyện thị phi mình nói trắng, nói đen, mình làm sao động một đạo tràng, thế thì càng sai nữa nghe. Cho nên các vị hãy nhớ rằng là với con mắt của người nếm được phương vị Pháp để hành trì. Thưa các vị đó là cái người họ phải quay về nơi tự nội và không có ai lừa gạt dọ dẫm dụ dẫn là được họ rất ư là bản lĩnh ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ khi thấy được nào tột nguồn tột đáy rồi thì thưa các vị tự nhiên những cái việc lạc vặt nhỏ nhoi như lấy lòng ông a lấy lòng bà b lấy lòng ông thầy nọ và sư cô kia là cái chuyện không cần thiết Dường như mình cũng kỳ thị mấy thầy mấy cô sao lắm cái lâu lâu mình hay nói cái chuyện này á Nhưng mà mình thấy dường như là tâm tình phật tử càng ngày nó càng đi xuống chứ không đi lên Chúng ta thừa hưởng cái văn hóa của truyền thống Đạo Phật lâu đời là các thầy các cô là bậc tôn quý nhất trong cuộc đời này Ta phải kính trọng, ta phải cúng dường, ta phải một bề nghe họ Lăng xăng theo họ, xây quanh chân họ vì như đây là một loại văn hóa rất là đông phương. Thế nhưng mà khi các vị sống ở vùng đất Tây Phương này thì cái chuyện cần phải làm lại nó khác nha. Ví dụ, văn hóa đông phương của chúng ta là văn hóa trọng nam kinh nữ. Không phải nó hình thành trong xã hội không, mà nó hình thành luôn. Trong cái bề dày văn hóa của Đạo Phật, do vậy cho nên Pháp chế như Lai dạy đó là tỳ kheo. Tỳ kheo đi trong tử hạ gặp thầy tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đánh lễ thế rồi cái điều này nó vô hình chung nó thành một một cái sự phân hóa giai cấp vô cùng nặng nề trong cái truyền thống đạo phật thế rồi từ cái sắc thái văn hóa như vậy nó đi đến nước này nó hình thành cái nét sinh hoạt rất rất ư là trái thường với con mắt của người tây phương họ cảm thấy là dường như cái sự kỳ thị và cái địa vị cái giai cấp ở trong đạo phật nó rất ư là cứng và nó nghiệt ngã đến nỗi là không chấp nhận cái tình trạng là nam nữ bình quyền như văn hóa của những vùng quốc gia phát triển là các vị không nhìn đâu xa các vị nhìn cái sinh hoạt của các và lam tự viện thì các vị nhìn cái sinh hoạt của lộc quyển các vị thấy nó có sự khác biệt rất là lớn các vị hình dung rằng là ở tu viện lộc quyển những thiền sinh tới này cư sĩ này nam này nữ này trẻ này già vào cái buổi ăn thì ai đến trước sắp hàng trước ai đi sau sắp hàng sau thế rồi lên trên bàn ngồi ăn thì thưa các vị chỗ nào trống thì cứ ngồi không hề phân biệt rằng là ông thầy sao ngồi gần nữ cư sĩ hoặc là sư cô sao ngồi gần một nam cư sĩ mà nói chuyện rất là thân tình dường như, như cái chuyện này đối với con mắt của chúng ta thì chúng ta phê phán nhưng mà với con mắt người tây phương thì họ nhìn ngần đó thôi là họ có cảm tình rồi nghe nhìn cái điều là các thầy vẫn ôm đĩa đi khất thực bình thường như những vị cư sĩ rồi đi vô trước thì ngồi trước đi vô sau ngồi sau chứ không có cái chuyện là cúc cung tận tụy thì họ đã thấy có cảm tình như đạo phật rồi họ thấy cái sinh hoạt rất là hài hòa và cái sự bình đẳng nam nữ tự nhiên nó rất ư là dễ thương thưa các vị mình chưa đi sâu vô cái tinh thần luật tạng mình chỉ nói cái phần này thôi các vị hình dung rằng là phật giáo truyền thống họ loại trừ họ khinh thường họ gián cấp vai trò của người nữ xuống một cái vị thế rất là yếu do vậy cho nên cái nguồn tài lực của ni giới rất mạnh thế nhưng mà dường như đạo phật của đông phương không dùng được không dùng được mấy cả và chư tăng dù không có giỏi chi nhưng mà vẫn đứng trên vị thế rất là cao thế là các vị nhìn những cái chùa việt nam ở quân cam này các vị thấy là vào những ngày lễ trai tăng cúng dường đó các vị hình dung rằng là trên bàn chư tăng dọn là thức ăn thức uống ê hề và các thầy thì lên cầm đũa gấp một món thức ăn một đũa thôi dư bao nhiêu thứ mênh mông trong khi đó thì dọn cho phật tử thì dường như rất ư là khiêm tốn mình dùng cái từ khiêm tốn đó dường như nó chưa chính xác nó đâu rất ư là ngào nàn thưa các vị dường như là bao nhiêu thức ngon vật lạ cúng dường cho các thầy các cô hết và người ta nhìn cái sinh hoạt như thế này là họ đã không có cảm tình với đạo phật rồi ngay những người phật tử không có cảm tình này nghe tại sao các thầy thì ăn không được mà bao nhiêu thứ cũng đem cúng và phật tử thì cái nhu cầu người ta làm bao nhiêu việc người ta tới chùa người ta rất cần thức ăn đáng lẽ là phải bình đẳng nhất một khi ăn chứ còn năm này không vẫn địa vị vẫn kiểu cách vẫn đài cát vẫn rất ư là có khoảng cách tôn quý cũng không tôn quý ngay cái điều này nó đã là một loại phân hóa không mấy hàm với cái sinh hoạt của tây phương khác. rồi phật tử ta cứ đầu nhau rằng cúng dường cho mấy thầy cố phước hè nhau cơm cũng nóng cúng dường thức ăn ngon cũng đang cúng dường thưa có vị vừa phải thôi chứ Ông thầy mấy miệng mà cúng dường nhiều như vậy Tại sao không cúng dường các Phật tử Và dường như là cái thói quen này Nó đã đi vào tế bào tâm thức người Phật tử Do vậy cho nên cúng dường cho thầy Mà thầy không ăn á Thì buồn lên buồn xuống Và dành nhau đi cúng cho ông thầy Và một ông thầy Ví dụ như ở thiền đường mấy tự này Thì mấy ông thầy Tôi về đây có mình tôi thôi và bà nào cũng mang đến cúng rồi tôi không ăn thì buồn lên buồn xuống thì hỏi có phải là giết thầy không ông ăn vô trong chết à và lạ cứ đồn nhau là nấu cúng dường cho thầy có phước tại sao không nấu cúng dường cho phật tử để có phước vô lý hết sức và đây là một sách thái văn hóa nó không hợp với văn hóa tây phương nhé các vị nên lấy ý thức này bỏ xuống đi đừng có nghĩ cái chuyện là cúng dường thế nọ thế kia cho nó mệt Thưa các vị, dần dần cái sinh hoạt nơi đất Mỹ này không có cái nhu cầu cúng dường nữa nhé. Thế hệ của các vị thì nếm văn hóa của Phật giáo Việt Nam trong quá khứ rất dày. Cho nên cái cơ chế cúng dường ta vẫn còn rất là tuân phục. Thế nhưng mà ba thế hệ nữa thôi. Con em chúng ta thì nó không có cái chuyện tự nhiên nó đem tiền nó cho mấy ông thầy vớ vẩn đâu nha cái nguyên tắc đời sống Mỹ này là tôi cho anh cái gì anh tặng lại tôi cái ấy tức là có sự sòng phẳng nhất định và cái sòng phẳng của tông đạo nó không có đến đổi là xấu giống như là chúng ta suy nghĩ về đời sống trao đổi hai chiều của nhân gia sòng phẳng đây đó là các thầy phải hiến tặng được cái pháp hành trì cái sự thực tập hoặc là đạo hạnh thế nào đó mời người ta tới trong những ngày tu truyền đạt cho người ta pháp hành trì người ta nếm đương vị pháp người ta hành trì thì người ta trả tiền sòng phẳng đàng hoàng cho cũng là một cách làm ăn nhưng mà nó rất ư là đẹp cao quý và lương thiện và mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy ví dụ như tu viện lộc quyển các vị hình dung rằng là thiền sinh mỹ hay là thiền sinh việt họ tới họ tu là làm cái gì để họ tu trong những ngày ở lộc quyển vậy thưa các vị đóng tiền sinh hoạt phí đàng hoàng tiền ăn tiền ở tiền chi tiêu đàng hoàng một ngày bao nhiêu nó có giá hẳn hoi thế rồi anh ở đó anh tu rồi các thầy làm mới chia đi giúp anh tu không phải là mình tới đó mình ngồi nghe pháp buổi sáng buổi chiều đó nghe các thầy dạy cho nè à, đi làm vườn nè đi quét sân nè đi chùi rách rum nè đi sắt gọt nè dọn ăn là nấu ăn vân vân tức là phân công sinh hoạt bình thường và dạy cho người ta làm thế nào để an trú tâm trong lúc sinh hoạt như vậy gọi là dạy người ta hành thiền thế thôi cũng là một loại làm ăn nhưng mà làm ăn trong cái phong cách của người tu trong cái vai trò của người tu tại vì những việc này làm để sống mà các thầy không đi tụng kinh không đi làm cơn trai gây quỷ không đi xin ai ở tại chỗ thôi nhưng mà người ta tới người ta bỏ tiền vô để bắt người ta làm thế rồi bảo rằng đây là giải thiền đây thế mà họ tới đó thì tôi nghĩ trong tương lai đạo phật ở trên nước mỹ này phải sống như vậy nghe và mình chưa nghe ông thầy mỹ nào ông mở miệng ra ông dạy phật tử là phải cúng dường đi có phước không có không hề có cái chuyện dạy cúng dường có phước gì cả chỉ đơn giản là anh ứng dụng cái thở vào thở ra anh hành trì như thế này để anh lấy được cái sầu khổ bất an ưu tư phiền muộn trong tâm thức anh bỏ xuống anh phải nói thế này anh hành xử như thế này để anh có thể loại trừ những cái căng thẳng trong anh để làm cho đời sống anh có hạnh phúc để có thể thiết lập được sự truyền thông của anh với người thân anh với chồng anh với vợ anh với con anh thế thôi thế nhưng mà có hình dung rằng là đời sống của chư tăng lộc quyển không thiếu cũng chẳng đi sinh ai nguồn tài chánh một năm thưa các vị có một cái số thẳng dư nhất định để nó chảy về chảy về trung ương tức là chảy về trung tâm làng mai và chư tăng sống thì không có phải là kiêu sa chi mà cũng không phải nghèo túng chi thế thì từ cái điều đó mình ví dụ thôi nghe trở lại cái chuyện thưa các vị ngộ lớn xá gì chút tiết nhỏ nó hàm nghĩa rằng thấy được đạo người ta mới có khả năng mở được những cái lối hành đạo hợp với cái văn hóa tây phương rồi trong một phạm vi nhỏ thế này trong phạm vi nhỏ là cá nhân của chúng ta thôi để chúng ta thấy được con đường tu một cách tỏ tường rồi thì cái điều đầu tiên mình sống mình không có đến nỗi sợ sệt bất an lo lắng mình càng không có cần phải mọi người phải hiểu mình mình mới có thể tu tập được nhé đây là cái điều thứ hai mình nói về cái sách thái của người thấy được đạo thì họ có bản lĩnh họ sống kiêu hùng như vậy rồi câu thứ ba đừng dòm trong ống biếm trời xanh chưa tỏ vì anh ta mở rõ thưa các vị câu này đã hàm ý rằng là mình đừng đem cái tâm thức của mình hay là cái tri kiến của mình thấm nhuần những cái tiểu tiết mình già biểu chê bai bài bác những người họ có đời sống khác biệt mình ví dụ như trong nhân gian thưa các vị với người bình thường thì cái kiểu cách hành xử hết 80% phần trăm tám phần trăm con người trong cuộc đời này thì họ rất là giống nhau ở chỗ là luôn sợ mất lòng nhau giống nhau ở chỗ là luôn kết bè kết cánh với nhau anh đi tới thì tôi đi tới anh đi lui thì tôi đi lui chỉ có 20% những con người có năng lực trí tuệ là một nè có bản lĩnh là hai và họ cực thông minh là ba họ mới dám sống yên ngang một cách khác biệt với cuộc sống bình thường thôi chứ còn đa phần chúng ta Mang cái đặc tính là sống luôn luôn phải giòn trước ngó sau luôn luôn phải bắt chước người không dám có những điều gì nó khác thường với người do vậy cho nên thưa các vị đối với cái bậc đại trí ngồi được đạo rồi thì cái nhìn của ông ở một tầng cao rằng là anh đừng có anh đừng có đem cái khuôn mẫu của đạo phật trong quá khứ nó đã kết thành một cái thi thể rất là cứng ngắc nó giam nhốt những cái suy nghĩ của anh tri kiến của anh ở cách hành trì của anh và anh nhìn cái dòng chảy của thiền tông nó phá cách Thống một cách rất là hiên ngang vượt ngoài khuôn sáo của các già lam tự viện anh đừng có nghĩ rằng những vị thiền sư kia là lôi thôi lướt thước hoặc là những gã sơn tăng kia không có đủ quay nghi tế hạnh như những vị luật sư ở thành phố mà anh coi thường cho nên đừng dòm trong ống biếm trời xanh có nghĩa là anh đừng có nhìn qua cái ống tre thế này anh nói là trời xanh có chút xíu anh rất là lầm không gian nó mênh mông hơn chứ không phải là chỉ có một quãng trời xanh nhỏ nhoi một cái vòng tròn trong ống tre anh thấy anh hãy bỏ cái ống tre đi thì anh mới thấy trời xanh nó làm sao và nếu giải thích theo cái ngữ cảnh này, thưa các vị, hãy ngộ đạo đi rồi mới biết cái trình độ sống của các vị thiền sư ra làm sao. Còn nếu mình ngồi chưa vươn tới cái chiều cao tâm linh ấy, mình chỉ đứng ngoài mình nhìn và đời sống bên ngoài thì không thể đón được con người đó ra làm sao. Bậc thánh giữa nhân gian hay là bậc thiền tăng, hiện tướng phàm phu trong cuộc đời, mình nào hề biết chưa tỏ vì anh ta mở tỏ câu kết của ngài là toàn bộ cái bài chứng đau ca này nó chỉ mang một cái nội hàm đó là tôi vì anh tôi khai thác hết ruột gan tức là bao nhiêu nguồn cân trong tâm thức của tôi mở ra để cho anh có thể thấu ngộ được đạo và anh hãy theo cái ngón tay của tôi chỉ nhìn về hướng mặt trăng và nếu anh còn chưa làm được điều này thì anh nên biết rằng là những cái nghĩ suy của anh hay là cái tầm hiểu biết của anh nó chưa thể gỡ được cái ống tre để nhìn được trời xanh cho nên anh đừng có khi dễ biếm nhẽ chê cười chi đối với những ngôn ngữ đành rằng có khi nó rất ư là nặng hoặc là rất ư quê mùa của tôi đó là câu kết của ngài quyền giác Ngài tặng cho chúng ta đó là mình giải thích bốn câu thế rồi mình xóa vào ngày đi đi vô từng phần chia sẻ với các vị thứ nhất mình nói về cái phong cách của Phật đại ngộ nghe thưa các vị là cái tinh thần thiền tông nó được gọi là cái tinh hoa của Phật giáo Trung Hoa nghe người ta hình dung rằng là Phật giáo Trung Hoa đầu tiên đạo Phật đến với đất nước này đó là dòng chảy của Phật giáo nguyên thủy người ta dùng cái từ khác đó là Phật giáo tiểu thừa thế rồi cái thời gian nó trưởng thành theo với cái sự phát triển đạo Phật trên đất nước Trung Hoa thế thì có Phật giáo đại thừa đi vô điều thứ nhất đó là kết tinh của đạo Phật qua cái chiều dài mình giải thích cái phần này các vị thấy cái chất của những thiền tăng thưa các vị nó vượt ngoài khuôn sáo điều thứ hai có khi nó cũng nằm ở trong khuôn sáo tại sao đó là kết tinh của phật giáo tiểu thừa và phật giáo đại thừa nó hình thành cái dòng chảy này phật giáo tiểu thừa thì luôn chú trọng về cái chi thưa các vị luôn chú trọng những cái tiểu tiết nghe quy nghi tế hành cách ăn cách mặc vân vân Thế rồi đến Phật giáo Đại Thừa Thì thưa các vị từ cái nền của Phật giáo A Hàm trong quá khứ Cái sinh hoạt của Phật giáo Có một cái quy cách rất là chuẩn mực của đời sống chư Tăng Ấn Độ Thế thì từ cái nền của Phật giáo A Hàm Vừa văn học A Hàm Vừa văn học Phật giáo Đại Thừa Phát triển hình thành một cái Phật giáo nó đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của xã hội Trung Hoa từ cách ăn, từ cách mặc, từ cách cư xử, từ cách hành đạo. Ví dụ như từ cách mặc y, trở thành là mặc áo tràng, từ cái đời sống du cư, khất thực, để sống còn qua ngày, trở thành đời sống định cư. Từ đời sống của những ngôi già lam tự viện bằng mây tre tranh nứa trở thành những ngôi đại già lam hoành tráng. Thế thì cái sự khác biệt từ sinh hoạt cá nhân cho tới sinh hoạt tu tập cho tới tổ chức và thậm chí nó hình thành luôn một cái tổ chức có bàn tay của những vị hoàng đế đi vô thế thì các vị thấy là hai cái phần này nó kết hợp lại và cái tiêu biểu nhất là các vị đọc trong kinh văn đại thừa các vị thấy là những vị bồ tát như ngài quán thế âm tiện thân làm cái chi tỳ kheo tỳ kheo ni đồng nam đồng nữ đế vương và người già người trẻ và thậm chí rằng là những vị phi nhân, những vị thần, thưa các vị cũng là hiện thân của Bồ Tát. Thế rồi từ cái kinh phổ môn, các vị nhìn lại. Khi Đạo Phật đã có một cái bề dày tới hơn một 000 năm, tới 700 năm, từ đầu kiến nguyên như tới thế kỷ thứ bảy thiền tông có mặt. Thì ta hình dung rằng là nó đã kết hợp được hai dòng vừa văn học A Hàm, vừa văn học Phật giáo Đại Thừa, nó trộn lại để hình thành một cái dòng gọi là cái dòng tu thiệt. thì trong đây những vị thiền sư họ có đặc tính một là những vị đã từng đã từng học hỏi sâu sắc kinh văn đại thừa đã từng được nuôi dưỡng trong những đạo tràng luật tông để trở thành những vị thầy mẫu mực thế rồi quẩy bác lang thang hành cước các nơi cộng với cái văn hóa lão trang sống ưu du nhàn hạ lấy trời nước làm nhà thế thì cái đời sống của thiền tăng thì nó đủ những sắc thái có những vị thì trú trì trong nhà lam thành biểu tượng đạo đức để cho nhân thiên ngưỡng mộ có những vị ẩn cư trong núi rừng một mình một bóng không buồn không màng đến nhân gian có những vị thì làm vân thủy tăng tức là phiêu du mây nước có những vị thì để tóc bum sùm xuống dưới phố gánh mướn chèo đò vân vân cho nên thưa các vị cái sự kết tinh của đạo phật thiền tông này nó được đi ngang qua cái chiều dài lịch sử cho nên nó hình thành được cái sắc thái rất là đặc thù thế cho nên trong dòng thiền có những vị không có cần tiểu tiết chi cả sống rất là phóng khoáng các vị biết rằng là mười bức tranh đang đâu đó khi đạt ngộ rồi chứng nghiệm được pháp thân rồi thành tựu sự nghiệp giải thoát rồi thì ông làm một cái việc đó là xuống dưới phố quẩy cá chép vai vác bầu rượu kết bạn với người uống rượu với người hàng thịt và ngủ đậu đường xó chợ để làm công việc đổ sinh. à. thế thì thưa các vị rõ ràng là với một số các vị thiền tăng thì cái tiểu tiết họ bỏ qua không cần là như vậy đây là cái phong cách thứ nhất của những bậc đặc ngộ họ thấu tồn được nguồn cơn rồi họ coi cuộc đời này bồng bềnh như mây nổi họ đến trần gian này phiêu bồng một chút là ra đi cho nên họ sống tùy thích thôi tại vì con đường tử sinh đã chấm dứt rồi cho nên họ sống thế nào và họ có thể giúp được vài ba người trả ơn tam bảo được thì họ sống thôi ta ví dụ như ngài giáp sơn thiền hội ngộ đã rồi Giá từ già lam giả từ đồ chúng không đổ ai cả về một bên sông làm ông lão chèo thuyền đưa người đi qua đi về kiếm tiền độ nhật thôi thế rồi làm cái chi một hôm có vị thiền sư tới đi ngang trắc nghiệm biết rằng đây là một vị đạo ngộ nói rằng là tại sao ngài không mở già lam tiếp tăng độ chúng tôi nhìn cái duyên của tôi tôi không phải cần làm như vậy Cá vị thiện tri thức đã đông rồi Tuy nhiên vì đền ơn tam bảo cho nên nếu thấy có một người nào căn cơ đủ bán nhạy chỉ cho tôi một người thôi tôi độ được rồi Và thưa các vị độ một người đủ để ơn tam bảo rồi nghe cho nên ngoài cái phong cách đàn ngộ đó là tiểu thuyết bất cần còn một cái điều thứ hai là, là sống dường như rất ư là kiêu hùng bất cần đời ạ họ không có tùy thưởng nhân tình họ không có xung xe theo người giàu họ cũng chẳng có cô phụ người nghèo tức là bình đẳng nhất mục. họ cảm thấy đời sống họ rất là phiêu bồng nó không có quá ư là nặng nề đối với những tiểu tiết thế nhưng mà có những vị thiền sư thưa các vị họ thấy rằng cái nhu cầu làm đạo xây dựng và lam tiếp tăng độ chúng để làm cho chánh pháp hương thịnh rất là cần thế thì họ không ngại ngần chi làm tọa chủ của một sơn môn Giải chúng tiếp tăng độ cho cả ngàn người xuất gia thế cho nên phong cách đạt ngộ. Điều thứ nhất do cái kết tính của đạo Phật qua chiều dài lịch sử nó hình thành cái dòng thiền cho nên trong họ có đủ phẩm tính, có khi đó là tỳ kheo tăng, có khi đó là những vị thiền tăng lang thang, có khi là những người đầu đường xóa chợ xin ăn nhưng mà khi đạt ngộ rồi thì người ta có quyền làm theo cái nhân duyên của người ta thấy. Kỳ thực là mọi người họ sinh ra giữa cuộc đời đều có nhân duyên nhất định khác Chứ không phải là tự nhiên muốn mà được Ví dụ như nhân duyên đó là nhân duyên của người có thể tiếp tăng độ chúng thì họ làm công việc đó Còn nếu mà chúng ta cái nhân duyên mình chưa từng gây với chúng sinh Chưa từng giao chút duyên lành thì Thưa có vị, năng nỉ người ta theo mình tu người ta không theo Năng nỉ người ta ngồi đi tu dạy cho anh tu người ta cũng không buồn ngồi cho giải nó là một loại nhân duyên thôi các tiền sư thì họ thấy nhân duyên của họ cho nên là tùy thuận họ làm thôi vận hành bánh xe chánh pháp là tùy nhân tùy duyên chứ không phải ai muốn mà được đây là ý thứ nhất ý thứ hai thưa các vị ý thứ hai của người ngộ đạo là sống hết mình nghe họ sống hết mình nó hàm nghĩa là sống hết tình đấy Thông thường mình sống thì mình còn chừa lên 50% chẳng chắc ăn, phải không? Và mình rất là sợ, sợ cái chi? Sợ bị lừa gạt, sợ chi nữa? Sợ bị phụ phàng, sợ bị hất hủi vân vân nhưng mà với tiền sư thì những cái điều ấy dường như họ không có màn, không có bàn. Và nguyên tắc đời sống người có đạo đức là thà người ta phụ mình chứ mình không phụ người ta nghe. Không có kiểu là Quan niệm đời sống của Tào Tháo Ta phụ người chứ không để người phụ ta Thà ta giết họ trước chứ không để họ giết ta Được, Thưa các vị Nguyên tắc đời sống của người có đạo đức là Thà họ phụ mình chứ mình không phụ người Thà mình bị lừa gạt chứ mình không lừa gạt người mà, Mình tưởng rằng sống như thế này Thì hơi ngu ngu khờ khờ Nhưng mà tôi khóc Cái luật nhân quả nó vô cùng là chính xác Thưa các vị là đừng tưởng rằng mình lừa người rồi mình yên thưa các vị tưởng chừng như mình hơn người mình yên nhưng mà không thưa các vị mình hơn người đó nhưng mà phía sau lưng mình đã có người sắp sửa lừa mình rồi thắng một nhưng mà thua tới mười còn chúng ta thấy thì dường như là mình rất là thiệt thà thua người nhiều phương diện nhưng mà đâu biết rằng là cái món quà của cái tâm thái sống hết tình sống chân tình với người nó bù lại là không biết của từ đâu rớt xuống phước lành từ đâu nó có lại mình mở cửa trước mình tặng cho người của cái tài sản tưởng chừng như của cái này đi biến không có trở lại thế nhưng mà cửa sau ta lén lén ta mở cửa ta bỏ lại thế thì cái nghiệp lành nó trên căn bản này trên căn bản của cái tâm tốt lành mấy cái anh chàng soạn nhạc vớ va vớ vẩn mà nó còn nói là, là sống ở đời cần một tấm lòng đó dù không để làm gì dù cho để gió cuốn bay đi nhưng mà nên có tấm lòng phải không hãy đem lòng tốt xử xử với người đây là mức độ cạn nhất trong đời sống bình thường món quà nó đến với ta thôi rồi cái điều ngược với điều này nó cũng đúng nghe thưa các vị mình xử sự, sự với đời bằng cái tấm lòng rất ư là cao cố, phiền muộn bất an căm ghét nghi ngờ tràn đầy cái ý niệm tiêu cực thế thì mình tưởng rằng chừng như là mình rất ư là thông minh rất ư là khôn ngoan nhìn người cư xử với người bằng những cái dò xét xét nét giao tế với người cũng đặt trên cái nền tảng xét nét mình tưởng rằng điều này nó khôn ngoan nhưng mà kỳ thực nó không khôn ngoan chi cả Thứ nhất là bào mòn cái trái tim nhân hậu của mình. Đối với một người khởi niệm nghi ngờ, xét nét, đắng cay hoặc là căm ghét. Cái quả ác thì nó chưa tới nhưng mà nó đã tới trong trái tim anh trước rồi. Trái tim nó mòn đi cái sự nhân ái nhất định. Cái điều này là một lẽ thực chứ không phải là cái chuyện thi ca văn học gì nó nói đâu thưa các vị. Rồi cái tầng cao đối với người thấy được đạo tu tập thì, thì họ không sống thì thôi nghe sống sống hết mình trên nguyên tắc là thà người phụ ta cho ta không phụ người thà người ghét ta ta không ghét người thà người căm giận ta ta không căm giận người thà người thù oán ta ta nhất định rằng là khi hơi thở còn thở vào thở ra ta không căm hận ai không ghét với ai và cái trái tim nó tràn đầy nhân hậu như thế này Điều tất nhiên là quả lành nó đến Nó là cái chuyện rất là cả Chuyện thứ hai Thưa các vị là Họ sống giữa cuộc đời này Họ bồng tên Và do vì họ thấy được đạo Cho nên cái sống cái chết của họ nó vô cùng nhẹ Rồi điều thứ hai nữa là Họ thấy được đạo rồi Cho nên cái chuyện như là uy tín của họ Danh dự của họ Sự kính trọng của bao người đối với họ Dường như nó là con số không thôi Không bận tâm Thương ta ư Chẳng dính chi ta Kính trọng ta ư Chẳng dính chi ta Tất cả những việc đó Quy chiếu vào một việc để làm đạo thôi Ví dụ như nhiều người thương mến kính trọng Âu cũng là điều tốt Để làm chi Để có thể giúp được người ta Phát bộ đề tâm tu tập Còn không ai thương kính ta Quay lưng lại với ta hết Thì ta có vô khối thì giờ để ta tu Chứ chẳng buồn phiền chi Do vậy cho nên là sống bồng tên là như vậy Họ Sống hết mình với người Nhưng mà nếu người không đón nhận tấm lòng của họ Thì họ mỉm cười thôi Tại vì quà tặng họ đến với anh Anh không nhận thì anh ráng chịu Anh thiệt thòi Chứ họ không thiệt thòi chi cả Cái nguyên tắc sống của người thấy đạo là như vậy Không cần anh biết đến việc tôi làm Không cần anh hiểu lòng tốt của tôi không cần anh cảm thông kính trọng gì cái tấm lòng của tôi cả tôi làm như thế là tại vì nó như vậy thôi không có lý do gì cả họ như bông hoa nở ra vậy mùi hương nó tự bay đi anh ngửi thì anh là người thông minh anh thưởng thức được hương hoa còn anh không ngửi thì hương hoa nó cũng đi vào đất trời nó tự nhiên như vậy thôi nó không phải nở ra để cho anh khen nó không phải nở ra để cho anh trầm trồ ngưỡng mộ gì cả nó tự nhiên như vậy Đời sống người thấy được đạo thì nó như vậy nghe. Còn mình mà làm chút thiện sự, mình vô cùng là là mãn nguyện, vô cùng tự hào. Thì thưa các vị, mình đang ở cái tầm thấp của đời sống mà thôi, chưa vươn đến tầm cao. Chưa an trú được trong pháp hành để tu tập thì mình rất là cần những điều này, cần khen ngợi, cần khích lệ, cần quan tâm, cần ngưỡng mộ cần bao nhiêu thứ thấp hơn nữa thì mình cần cái chi cần có chỗ tựa nương tựa nương tâm hồn tựa nương tình cảm và mình đừng tưởng rằng lây quay đi học đạo hoặc nghe pháp mà không cần điều này có khi cần lắm đó ông thầy nào mà có khả năng tâm lý một chút nghe rất là thích chí còn ông thầy nào cũng lên ông giảng cùng cùng và ông rầy cho một trận mất mặt mất hồn đó thì thưa các vị lần sau đừng hòng tới và cái ba cái chuyện này ở tầng thấp thưa các vị người ta có thể đón được để người ta ve vuốt tình cảm ta rất dễ nghe và dường như cái lĩnh vực tâm lý học là những vị giảng sư người ta đều học cái điều này làm thế nào nói năng để cho nó mát lòng nhau nói năng để mời gọi các vị đến với công trình tu tập Thế nhưng mà với người sáng mắt thấy đạo rồi thì những điều vớ vẩn đó họ không cần. Hòa wow, tặng tôi bài ra đó, đó. Ngọc Ngà châu báo để đầy đó. Đến thì lấy không đến thì cô mắc má gì của tôi. Qua hỷ hết. Đây là phong cách của người đạt ngộ là như vậy đó. Sống thì sống hết mình, sống thì sống hết tình. Còn nếu phải cho thì cho cái chi? Cho trọn vẹn tân báo của chánh pháp chứ không phải là cho những cái vớt va vớt vẩn đó là hai nét chúng ta nói về phong cách của người đàn ngộ điều thứ hai nó liên hệ đến phong cách của các thiền sư là cái cái niềm hiếu thuận Chúng ta chia hiếu ra làm hai phần nhé tạm chia ra để cho các, các vị đi vào tặng nào cũng được hiếu thuận nhân gian người tu Thưa các vị là Hiếu nhân gian là hiếu với người sinh ra mình Bố mẹ mình Và nó tùy vào Cái quan niệm Của chúng ta Ở cái chừng mức nào Thì ta có cái nhìn về Khả năng báo hiếu của chúng ta Ngang ở cái tầm ấy nghe Ví dụ như cái tầm bình thường Tâm thức chúng ta là hiếu thuận với bố mẹ Có hàm nghĩa rằng là nuôi cho bố mẹ cái ăn cái mặt này đáp ứng tất cả những nhu cầu chi của mẹ đòi của bố yêu sách thì gọi là có hiếu ở một tầng cao hơn nữa là đừng làm cho ông buồn đừng làm cho bà rai rứt, đừng làm cho cái nỗi bất an của bố mẹ mình có thể là sầu não lo âu băn khoăn ở tầng cao hơn nữa thì thưa các vị là làm thế nào để cho bố mẹ mình nếm đường vị chánh pháp tu tập được biết quy tam bảo đó là tùy vào cái trình độ tâm thức của chúng ta trong cuộc đời vương đến một cái chừng mức nào đó thì ta có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu của bố mẹ được gọi là đáp ứng được đúng cái tinh thần của người con có hiếu thông thường thì mình ở lừng chừng ở cái mức độ cạn thôi tức là làm thế nào đáp ứng được cái nhu cầu vật chất thôi nuôi cái ăn nuôi cái mặt đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của bố mẹ thì gọi là hiếu lắm rồi thế nhưng mà không chọc cho buồn cho giận thì thưa các vị điều này gì như cũng đâu đã phải là chuyện dễ đâu tại sao nó không dễ vậy thưa các vị có những bậc bố mẹ mình cố tình không để cho họ buồn nhưng họ cứ buồn là làm gì nhau Tụi kia cái thành phần rất ư là là khó chịu cái đầu của họ nó nặng triệu nghiệp trước Thế thì các vị dù có hiếu bằng trời nữa Họ vẫn cứ giận các vị rồi làm gì sao Do vậy cho nên Làm cho bố mẹ đừng buồn đừng giận Thưa các vị nó đặt trên cái nền tảng rằng là bậc bố mẹ của ta Cái sự hiểu biết của họ ra làm sao Tâm lương thiện ra thế nào Họ có trình độ tu học Hay là họ là người đang chìm ngập trong nghiệp trước Cái điều này còn hỏi lại à Chứ các vị đừng nghĩ rằng là không làm cho ông bà bà già mình đừng buồn là cái chuyện đơn giản chứ không anh làm đủ bộ phận của người con nhưng mà chưa chắc gì làm cho họ vui nghe các vị đọc lịch sử đức phật các vị thấy đức phật trả hiếu đối với người thân đối với gia đình rất là rõ ràng đó là lần đó đức thế tôn về thăm ca tỷ la vệ vô tình phản vương mất rồi còn bà mẹ kế là bà Mahabasa Ba Đề Bà tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng là con xin được xuất gia. Thế Tôn nói không. Thế rồi lần thứ hai xin xuất gia nữa. Thế Tôn nói không. Người nữ không có xuất gia trong tăng đồng của ta rất là khó khăn. Thế rồi Ngài An An, Ngài Vô, Ngài nói là Bạch Thế Tôn là Di Mẫu nuôi Ngài từ lúc Ngài mới có 7 ngày thôi. Ngài sinh ra mới được 7 ngày mẹ đã mất. Chính Di Mẫu nuôi Ngài cho Ngài trưởng thành chính di mẫu làm bao nhiêu việc để Ngài tồn tại chính di mẫu thay cho Ngài chăm sóc vua cha ơn lớn như bà mẹ xin ơn Ngài xin Ngài từ bi Ngài cho di mẫu xuất gia ở nó không ta nghĩ rằng đối với ơn của Phụ Hoàng đối với ơn di mẫu ta đã trả xong anh đang nói Ngài làm chi để trả vậy Thế Tôn nói ta làm lễ cho họ họ trì tam quy và thọ năm giới là trả xong hết ơn sinh dưỡng nó nghe anh ai thưa các vị thế thì bố mẹ mà quy y tam bảo là ta đã đền xong ơn sinh dưỡng rồi nghe cho nên ơn nuôi dưỡng hình hài thể giác này nó là một phần rất nhỏ là một cái công việc là để bố mẹ đừng buồn lòng thưa các vị cũng không phải là đơn giản cái này nó liên hệ với cái công trình quy y tam bảo nếu người thân của ta mà phát tâm lành quy y tam bảo thưa các vị cái trình độ đời sống của họ đổi thay, họ có khả năng là làm cho buồn giận ghét thương cho họ giảm thiểu thì họ có khả năng thay đổi đời sống của họ để trong một đời này nếu hương vị chánh pháp gieo được cái nghiệp lành để sinh vào những cái giới an lạc thì đây là một loại có hiếu của người phật tử biết tu, à. chứ người phật tử biết tu không phải là tùy thuận theo cái tính tình rất ư là nghiệp chướng của bố mẹ các vị có gặp những bậc bố mẹ nghiệp chướng không vậy? tôi đang cái đời sống của tôi tôi ví dụ cho các vị nghe. thưa các vị nếu mà tôi không có duyên lành lớn với tam bảo thì đừng hòng đi tu được cái mất công. các vị hình dung rằng là đi tu và khóc như là là tôi chết vậy. yếu vốn vía là không có bước ra nhà được và khóc cũng hơn là ông già tôi mất ngày xưa nữa thì các vị hình dung rằng là làm sao mà mà đi tu được? Thứ hai nữa bà già tôi thuộc về loại lý sự ạ à? Bà nói hay hơn tôi nói rất là nhiều Ông đi tu làm cái chi Ông vô cùng bất hiếu Mẹ còn ở nhà Em còn nhỏ dại Bố vừa mất mà ông nở lòng ông đi tu Rồi hàng xóm láng giềng đầu trên sáng dưới này là Vân vân Tức là bao nhiêu người ta nhìn vô Ngay cái chuyện người ta phê bình Ông là người bất hiếu Thì phước lành đâu có để ông tu ông Tu làm sao mà thành Vân vân Điều thứ hai Đường tu nó dài chứ có phải một ngày đâu ông còn thanh niên ông tu ông có chắc gì ông tu được không mai mốt có đứa gái nào nó lôi cổ ông làm sao và thưa quý <laughs> vị cái chuyện này nghe bà nói là là lòng bồ đề mình rung rinh nghe và kỳ thực là thấy bà khóc thôi là mình cũng đủ chết khiếp rồi tôi không biết nơi đây các ông thì sao nhưng mà riêng tôi thì tôi không có sợ thứ gì trên đời tôi sợ nước mắt nhất nha à. và nước mắt bà già tôi là tôi chết khiếp và mình hình dung rằng bà khóc và không có trời nào ngăn được hết thì các vị dung có làm sao mà mà đi tu được ấy vậy nhưng mà có lẽ cái nhân duyên của mình nó rất là dày hay sao mình nói là con đi là con đi mà kỳ thật mình đã nói một năm trước là nói con đi tu ngày này năm sau bản tao già con đi tu đó bà nghe mình nói bà tưởng nói đùa quá ra đúng ngày đàng hoàng chiều đó là mình xếp áo quần đàng hoàng đốt hương lên bàn phật mẹ ngồi đây con lại mẹ hai lại con đi các bạn nằm lăn ra dễ chết <laughs> khi nào mà qua đây là các vị hỏi thì bà nói cho nghe thế rồi nhìn quanh quanh thưa các vị tới chuyện cuối cùng cuộc đời tới già của bà thì quá ra mình là người mà bà nhờ nhất tại sao thưa các vị bảo như cậu con trai thì cậu nào cũng có vợ có vợ thì có cái chi nó lo con nó còn không có đủ sức nữa có đâu mà nó lo cho cái thân già của bà và khi nó có con rồi thì nó vứt một đống con nó bà lo con của nó cũng đủ chết quá ra là cái nợ nần này thưa các vị bà cứ xây tròn như thế này chỉ có riêng mình thưa các vị là không có gây cái món nợ chi có một hôm mình trêu vào nó nè má tính ra bà bất hiếu với tôi lắm đó <laughs> tại vì so ra thì bao nhiêu đứa em á bà biết không là nó xài, nó phí và nó vung vãi bao nhiêu của tiền của bà làm ra. Và thậm chí là ngay bây giờ con cái của nó làm cho bà khổ cực. Nhưng mà bà vẫn vắt mồ hôi làm cho nó. Còn riêng tôi thì tới năm 15 tuổi là tôi đã rời gia đình. Thú thật là từ bé cho tới năm 15 tuổi. Bà nhớ cả bà chia mai cho tôi một bộ đồ cho nó đàng hoàng nhé Bà chảy nước mắt mà nói đúng đó thầy. Chưa có một bộ đồ cho đàng hoàng. Tại vì nhà quê thưa các vị Bà nói rằng là Mai cái nó cục làm sao Nó hư làm sao Cho nên đổi lớn ha Mai 20 tuổi 30 tuổi rồi tôi mai cho ông một đồ tay đàng hoàng Thưa các vị trên mặt đồ bà ba thôi nghe Tới chừng bà thấy mấy đứa em mình nó phung phí của tiền Nó xài áo xài quần Nó vứt đi vứt về Và chảy nước mắt Và nói rằng hồi xưa Lúc ông thầy chưa đi tu Ông mơ ước được bộ đồ cho đàng hoàng Mà tôi chưa mai được Thế là lâu lâu mình chịu đó, bà còn thiếu nợ thôi. Tại vì bà chăm sóc bao nhiêu đứa mà chỉ có đứa này bà đâu có chăm sóc chứ đâu. Mình trưởng thành Phật nuôi thôi nghe. Thập phương thì chủ nuôi chứ. Bà nuôi mình có chút xíu một đoạn thời gian rất ngắn thôi. Tóm lại, thưa các vị, hiếu ở nhân gian. Điều thứ nhất, nhiều lắm là trong một hình hài sinh việc này thôi. Và có khi ta vì cái hình hài sinh diệt Vì chút buồn vui của bố mẹ ta gây nên bao nhiêu thứ nghiệp nha Các vị mà tùy thuận vào cái tánh tình vô cùng nghiệp chướng của bố mẹ mình chưa biết Phật Pháp Thế thì các vị tạo không biết bao nhiêu cái thứ nghiệp cho bà Thế là cái hiếu thuận của người tu thưa các vị Điều cản nhất đó là các vị làm thế nào để cho Người thân của mình, bố mẹ của mình biết được Phật Pháp đó được gọi là hiếu thuận của người biết tu họ ăn chay được họ quy y tam bảo được họ giữ giới được họ tu tập được họ niệm phật được là đã đền ơn được người sinh ra ta rồi nghe. thế rồi cái hiếu trong nhà lam phần trên thì chúng ta thấy rằng là đối với người ngộ đường đạo thì tiểu tiết không cần thế nhưng mà thưa các vị có thể là ngoại hiện tướng là không cần tiểu tiết nhưng mà cái tấm lòng trung hậu của những người xuất gia thọ giới ngộ được đạo nơi vị thầy thưa các vị là ơn này lớn hơn ơn của bố mẹ sinh ra tại sao thưa các vị sinh ra thân này chịu cái dòng chảy vô thường sinh diệt nhận chìm biến mất và có hư vô thế nhưng mà một lần mở được con mắt chánh pháp thấy được đạo thì ơn này không phải là ơn tái tạo một kiếp người nghe ơn này là ơn giúp cho chúng ta thấy được cái bản mệnh thật của chúng ta vượt khỏi sống chết cho nên ơn của thầy nhìn cho tỏ tường thì lớn hơn ơn của sinh thân phụ mẫu là như vậy sinh thân phụ mẫu chỉ sinh hình hài viết nhục ơn của thầy sinh ra pháp thân huệ mạng do vậy cho nên các vị thiền sư khi họ thành đạo rồi khi họ chứng nghiệm được đạo rồi thì đối với họ cái sự tri ân của họ đối với thầy vô cùng là to hồi xưa mình không hiểu điều này hết. mình thấy ông cụ trúc lâm mỗi năm vào ngày lễ của thượng Tiên hoa ngày dỗ đó cụ cầm ba nén hương cụ niêm hương trước bàn tổ dòng nước mắt chảy nè mình khúc khích cười nó thiền sư mũ chảy nước mắt nó lén cho đâu dám nó trước mặt không nhưng mà bây giờ thì mình nghiệm ra thưa các vị đối với các bậc thầy họ mở được con mắt pháp và thấy được đường đi rồi thì cái ơn lớn vô cùng là ơn thầy chứ không phải ơn bố mẹ tại vì thầy mở con mắt tuệ cho mình để cho mình cảm nhất là đời sống mình nếu không thấm được chánh pháp thì phiền não nó búa vây mình sống một đời mình chuốt thầu khổ bất an tới 90% của thời gian sống giữa nhân gian rồi chỉ có 10% có chút hạnh phúc le lói thôi thế là thấy được đạo biết được cái phương pháp hành trì thì mình có thể làm chủ cuộc đời mình mình đoạn trừ được phiền não lo âu bất an sầu muộn để có thể sống một đời tràn đầy hạnh phúc thế thì ơn đã lớn rồi thế rồi sâu một tầng nữa thưa các vị vị thầy khơi sáng cho mình thấy rằng là ngay nơi này, năm quận này có cái thân không sinh không diệt đó là cái tâm phật bất động mà khi mình nắm được cái điều này thì thưa các vị ơn của các vị thầy vô cùng to lớn đọc thiền sử thì các vị thấy mấy vị thiền sư bình thường thì họ không có câu nệ gì tiểu tiết thế nhưng mà khi nói đến thầy của họ thì họ nước mắt đầm đìa ví dụ như ngày chân tịnh khắc văn mình đọc ở trong lâm nhân lục mình thấy một hôm thầy ông mất rồi tức là ngày hoàng long vệ nam nghe mình đọc trong lâm nhân lục vô cùng là lễ phục ông cụ này chừng một đôi hôm ông kêu thị giả mang thầy già xuống cho ta thì giả nó biết ông muốn nó cái chi đó cái nó ôm cái bức ảnh của ngài hoàng long mười nam xuống đặt trước bàn ông cái ông ngồi ông trầm tư ông ngắm nghía ông thầy nước mắt đầm đìa chảy ông nói nếu không có lão thầy già này thì ta không có được như ngày hôm nay cái rận hơi bị thôi mang ông cắt rồi vài bao lại kêu mang lão thầy già xuống cho ta rồi cứ như vậy vào những mùa gặt lúa thì cái nồi cơm đầu tiên của cái mùa vụ đó ông nấu ra rồi ông bới ông cúng cho thầy trước trong vườn trái cây nào mà vừa chín đầu tiên gọi là trái đầu mùa thì hái đem cúng cho thầy trước rồi mới cúng cho đại chúng sau và dường như đây là những tấm gương vô cùng là đẹp đẽ của các vị thiền sư trong quá khứ khi họ biết ơn của vị thầy họ biểu lộ một vài đoạn ở trong tiền sử ghi thưa các vị nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là hiếu của người tu ở mức độ bình thường thì giúp cho bố mẹ có thể quy y tam bảo để gieo cái chủ nhân lành trong đời này và đời sau với các vị thiền sư thì thưa các vị dù rằng đi ngang qua những tiểu tiết không cần thiết thế nhưng mà với cái tâm của một bậc giác ngộ thì cái ơn lớn của những vị thầy khơi ngộ nó sâu nặng như núi không có cách chi trả được là như vậy đó là mình nói đến điều thứ hai cái niềm hiếu thuận của các vị thiền sư đối với những vị thầy khai ngộ điều thứ ba với bậc nông tượng trong quyền giác có một câu là nhất cú liễu nhiên chưa mất ức Thưa các vị là đối với nhân vật thầy lỗi lạc ngộ được một câu đành rằng là một bước là nhảy vào vùng đất như lai trên không có một mảnh mây che dưới không có miếng đất để đứng tức là rộng rang tịch lặng dẹp hết nhân và ngã thế nhưng mà các vị nhìn các bậc thầy như ngài lục tổ chẳng hạn như ngài lục tổ thì các vị thấy điều thứ nhất là đây là một bậc long tượng cũng cả nghìn năm mới sinh ra một con người như thế này thế nhưng mà khi ngộ đạo rồi triệt chứng pháp thân rồi nhưng mà hai phần nó có mặt trong con người này nhé phần thứ nhất nó là hành xử từ tâm giác ngộ vô ngã điều thứ hai là từ cái tình cảm từ tâm giác ngộ vô ngã do vậy cho nên rất là thông nhau rồi đạo tràng hoàng mai của ngũ tổ về phương nam không có cần phải nấn ná làm chi không cần phải đợi thầy cạo đầu truyền giới chi cả vì biết rằng trong cái hoàn cảnh nghịch thầy truyền pháp y cho mình và mình đã thấy được đạo rồi thì trên con đường về phương nam vẫn cứ hành đạo và thuận nhiên thì giáo hóa do vậy cho nên không có giống thường tình với chúng ta điều thứ hai Tình cảm đời thường nó cũng dâng ngập trong tâm hồn của ông. Ví dụ như lúc ông bước xuống thiền, ngũ tổ chèo thiền đưa qua sông á. Thì ông nói, dạ bạch thầy, xin thầy ngồi, con chèo cho. Ngũ tổ nói, ngươi có biết đường đâu mà chèo, để ta chèo ta đưa ngươi qua khỏi bến sông, rồi ngươi qua bên kia bờ, đi về phương Nam chứ. Ngũ tổ nói, dạ bạch thầy, khi mê thì con nhờ thầy chèo để đưa, bây giờ con đã thấy được đường đi rồi, xin thầy ngồi để con chèo con đưa thầy đi. Thưa các vị, rõ ràng là câu nói có hàm hai ý nha. Ý thứ nhất là dù sao thầy cũng già, con vẫn còn trẻ cho nên sức trai không thể ngồi đó để nhìn vị thầy già chèo thuyền đưa mình đi. Điều thứ hai cái hàm ý rằng là khi con còn buồn mờ chưa thấy đường thì con rất cần vị thầy dạy cho con. Thế nhưng mà rồi con đã thấy được đường đi rồi thì xin thầy để cho con tự lèo lái cuộc đời con. Do vậy, với các bậc long tượng của già lam thì các ngài hành xử nó luôn có hai phần trong đời sống của họ. Đành rằng trên cái tâm giác ngộ thì họ vô nhiễm, họ không dính chi. Thế nhưng mà trong cái cách cư xử bình thường thì cái tình thầy trò vẫn là đẹp, vẫn bình thường nhé. Đó là điều thứ nhất mình dẫn lục tổ ra. Thế rồi cái con người viết tác phẩm này, các vị thấy là khi quyền giác đến gặp lục tổ Huệ Năng, thì cái tâm cảm của ông nó đã dâng đến cái chiều cao của sự giác ngộ rồi cho nên chống gậy đi một vòng không đánh lễ không xá chào thế rồi sau cuộc pháp chiến ngã ngủ rồi thì ông mới bắt đầu là phủ phục đánh lễ đàng hoàng đạo nghĩa thầy trò đàng hoàng và cái câu dễ thương đó là lục tổ kêu hãy ở lại một đêm nghe lời ở lại một đêm mà. gọi là nhất túc giác cái tên nó có từ một đêm ở lại tức là thầy biểu ở lại đây một đêm với ta thì nghe lời ở lại một đêm với ta dù rằng khả năng giác ngộ đạt đến chiều cao không cần phải làm gì thêm để ứng chứng cả một mình hiên ngang đi vào cõi pháp thân rồi thế nhưng mà thầy biểu hãy ở lại đây một đêm với ta thì nghe lời ở lại đây là các bậc long tưởng người thứ hai mình dẫn chứng các bậc long tưởng hành xử có hai phần Thứ là Từ Minh. Thưa các vị là Từ Minh được gọi là sư tử Tây Hà. Hùng hổ như sư tử. Cái năng lực giác ngộ của ông thưa các vị là không ai có thể đương đầu được cả. Thế là một hôm lang thang hành cước cả 10 năm rồi. Một hôm nhớ rằng là ngày này là ngày sinh nhật của mẹ cho nên vác sát về thăm bà. Và về thăm là nó thưa mẹ con hành cước ngang qua đây cho nên con về con thăm mẹ và con có một món quà xin tặng cho mẹ đó là cái chiếc mâm bằng thao dọn ăn thôi mâm thao hồi xưa nó cũng thuộc lời quý và bà cầm lên xong bà lấy cái sèn ra ngoài sân và nói này ông là người xuất gia đi hành cước lâu nay là một vị thiền tăng ăn cơm thập phương thí chủ của tiền đâu mà ông mua cái mâm như thế này già này không muốn bị đò vào địa ngục do cái của thập phương thế chủ mà ông gọi là ông tham nhũng mang về cho nên xéo xéo đó là cái từ mình dùng cút đi thế thì ngài mỉm cười ngài nói cảm ơn mẹ thế là ta ra ta lượm cái mâm ta dắt ta đi tuốt rất là dễ dàng không có buồn phiền không có giận dữ chi cả và rất là vui tại vì thấy bà đã hiểu được đạo mà hiểu được đạo đây là người thứ hai thưa các vị Cư xử rất ư là giác ngộ Nhưng mà cũng rất ư là nghĩa tình Và khi cái tình cảm mẹ con biểu lộ Mà bà không có bàn, Bà biểu hiện cái phong cách của một bà già Rất là biết đạo Thì mỉm cười Rất là ngợi khen Rồi ra đi ta không có buồn phiền chi cả Còn chúng ta mà Ca cụm mang cái món quà gì về để biếu mẹ trong cái ngày lễ sinh nhật mà bà làm cái kiểu đó thì chắc mình buồn mấy ngày người thứ ba thưa các vị gần ta nhất là ngài Thư vân ấy. thưa các vị là ngài đi tu biền biệt bao năm cho tới lúc ông bà của nhà mất thế rồi ngài nghĩ rằng là bao nhiêu năm mình đi tu đằng đẵng không về thăm một lần không một phong thơ và nhớ và thương quay quát cho tới lúc bà chết mà chưa bao giờ gặp mình hết. Cho nên Ngài cảm thấy rằng mình thiếu cái bộ phận với người thân. Và cái cách để đền đáp ơn sinh dưỡng tuyệt vời nhất là thôi thì ba bước một lại từ miền Nam Trung Hoa lại đến Ngũ Đài Sơn, lại Văn Thù. Vào. Luôn hết ba năm dầm mưa, giải nắng, thậm chí là tuyết xương của ông hề bỏ. Thì các vị thấy là đành rằng đi tu thì rất cương quyết phải không không quay lưng lại đi một lần là dứt áo ra đi không buồn ngó lại coi là bố mẹ mình có chảy nước mắt hay không thế rồi sau khi thành tựu được sự nghiệp giác ngộ rồi thì cái tình của người bình thường vẫn giữ vẫn xử sự rất là tròn hiếu đạo đây là gương của các bậc long tượng trong chống nhà lam tóm lại mình khai thác điều này thưa với các vị rằng là đừng nghe bảo rằng là voi lớn không cần đi dấu thỏ ngộ lớn chẳng cần chi tiểu tiết thưa các vị trên cái lý thì nói như vậy nhưng mà đa phần các vị thiền tăng đều có hai phần cư xử nghe một có khi rất ư là là hiên ngang thứ hai thưa các vị cũng rất ư là, là từ ái vừa giải thoát mà cũng vừa nhân tình rất là bình thường giữa cuộc sống đời thường và cái điều thứ tư, hai câu cuối là gì? Đừng nhìn trong ống hả? Chưa tỏ, vì anh tôi mở rõ. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái tình trạng mắc đạo chưa mở với chúng ta. Cái hạn chế đầu đó là, cái hạn chế của nghiệp thức nha, kỳ thực chúng ta có mặt giữa trần đời này cái hạn chế đầu tiên mà chúng ta không thể vượt thoát là cái nghiệp chúng ta là nghiệp con người và cái nghiệp con người nó dính liền với cái nghiệp gì nghiệp gì để tái sanh thứ đó cái nghiệp ái ha. cái hạn chế đầu mà không ai vượt thoát là cái nghiệp ái tức là cái sự thương ghét của các vị nó không phải chỉ có mặt ở càng càng bên ngoài mà nó có mặt trong từng tế bào của các vị để hình thành cái chất sinh tử trong cuộc đời này ái à, không nặng thì không rớt xuống cõi nhân gian này thế thì thưa các vị đối với con đường tu tập của chúng ta hay là cái con đường của các bậc thánh mở ra cánh cửa phương tiện để độ sinh thì các ngài cũng dẫn dắt chúng ta từ cái nghiệp này đi vô nghe ví dụ các vị mà không có cảm tình với vị thầy kia đừng ngầu các vị học được các vị nghe một câu nói là các vị đã bụng tay đi ra ngoài rồi thì đừng ngầu các vị có thể nếm được hương vị của pháp từ lời nói vị kia giảng dạy rồi những vị thầy giảng dạy nếu phong cách của ông sắc diện của ông hay là cái cách hành xử của ông mà nó vụng về nó thô tháo hoặc là nó trần tục quá thì các vị không có khả năng học đạo nghe do vậy cho nên kinh khi mà cần chúng ta nghe một câu đức thế tôn dạy các vị bồ tát muốn làm đạo á. đầu tiên dùng dục câu nhữ sao mới dùng trí nhổ sạch phiền não dĩ dục câu khiển dĩ trí cái câu nguyên nhân của nó mình không nhớ nhưng mà cái hàm ý là đầu tiên là muốn hành đạo được trong nhân gian này đầu tiên là Chúng sinh nó sinh ra trong ái nghiệp cho nên dùng cái chất này làm cái đà để cho nó bước vào đạo rồi sau đó mới dùng năng lượng trí tuệ nhổ sạch cái gốc đó đi. Rồi quy chiếu là trong đời sống bình thường ta học tu cũng thế nha. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái pháp môn hành trì giảng dĩ nhất ai cũng biết là pháp môn niệm Phật thì cần cái chi Cần khăn với yểm Tức là cái niềm đam mê cảnh giới tịnh độ rồi cái chán ghét cảnh giới ta bà từ cái nền đó mình mới bước vô định và tuệ được phương pháp thiền tập cũng thế thưa các vị nếu đầu tiên các vị không biết gì về phương pháp thiền tập nó mang lợi ích đến cho các vị ra làm sao thì đừng ngồng các vị đến với phương pháp tu tập gần hết là nếu chánh pháp được truyền dạy hay là được giảng dạy bằng một cái phương pháp thi ca dễ nghe ngôn ngữ hòa ái thì chúng ta đến rất là dễ và trong cái từ kinh văn gọi là dùng cái phạm âm như tiếng ca lăng tầng già để diễn đạt pháp của như lai làm chúng sinh ưa thích là như vậy thế thì thưa các vị cái hạn chế đầu tiên đó là có khi chúng ta không vượt qua được là do vì cái màn lưỡi nghiệp của nghiệp người chúng ta và nếu cái tình trạng học Phật chúng ta mà không có thông qua được cái cửa này không có thể bước vào cái thế giới của trí tuệ thưa các vị dường như đời tu của chúng ta dậm chân tại chỗ ở trong nhân gian mình quay quần trong cái chuyện thương với ghét cái chuyện dính mắt nhau cuồn cuộn để làm thành một cái cuộc tử sinh do vậy cho nên cái bước đầu vô đạo thì cho phép cái điều này nó có mặt để các vị có được một cái cảm tình nhất định các vị đến với đạo thế nhưng mà càng bước sâu vô trong con đường tu thì cái việc cần thưa các vị mình phải càng ngày càng rơi rớt nó xuống để cho cái năng lực trí tuệ phát triển. Đây là cái điều thứ nhất mắt đạo chưa mở thì ta còn vướng một phần vào các phần này. Điều thứ hai khi mắt đạo được mở thì chuyển gì phát sinh. Cái điều cản nhất dễ xảy ra đó là khi các vị sáng được mắt pháp thì các vị tự nhiên có năng lực là Ngó lại bên trong các vị, chứ các vị không ngó ra ngoài. Cái khả năng nội quán bắt đầu có mà khả năng sống với đạo, sống với Pháp, bắt đầu nó nảy sinh. Và khi mình hiểu được đạo, sống được với Pháp, thì thưa các vị, cái việc rất, rất dễ xảy ra là không có thì giờ hướng ngoại ra. Ta thử hình dung rằng một Pháp như là Pháp niệm hơi thở thôi, thì các vị có thì giờ đâu để phát biệt đây là người dễ thương đây là người khó thương đây là người thân đây là người không thân đây là người giàu đây là người nghèo đây là người xấu đây là người đẹp tất cả chuyện ấy nó rất hết nó chỉ còn lại một điểm vô cùng quan trọng là ta chỉ dành trọn vẹn cái năng lực của ta đi nội chiếu thôi chứ không có ngoại chiếu nữa ngó vào bên trong thôi đang quan sát toàn thân ta đang nhận biết ta đang đến đang đi đang nói đang cười Nhận biết từng cái lai động của tâm thức ta chứ không có thì giờ đâu mà phê bình gì người bên ngoài cả nếu mà mình bước vào con đường tu tập học pháp mà không làm được điều này thưa các vị dường như là mình vẫn vơ trong mất thì giờ thôi nha rồi năm tháng đi qua các vị không có cách gì các vị tìm lại được một ngày để công phu để hành trì thì giờ mình không còn nhiều kỳ thật là đến một cái tuổi nào đó người ta thấy những cái chuyện vớ vẩn hướng ngoại phê bình phán xét và ghét và thương tự nhiên nó rơi rụng rất là nhẹ tới một cái tuổi nào đó tới một cái trình độ tâm thức nào đó tự nhiên người ta thấy những điều này nó vô cùng là, là vớ vẩn nó không cần thiết nữa ví dụ cái tuổi Thanh niên nhan sắc còn á, thì người ta còn xăm xoay mặt mà người ta còn ăn còn diễn đến cái tuổi 60, 70 rồi thưa các vị. Dường như cái nhu cầu đó không còn cần nữa đâu. Và tới cái tuổi 70, 80 rồi thì họ dẹp hết mấy tấm kính trong nhà, họ buồn nhìn đâu. Tại vì nhìn thấy chán quá nên nó buồn nhìn. Thế thì cái chuyện nó phát triển tâm thức nó như vậy. Tới một lúc các vị tự nhiên cảm thấy cái nhu cầu tu dân lên rồi. Thì các vị không có thì đâu để mà phê bình phán xét ai cả. Đây là loại mắt đạo đã mở ở một cái tầng vừa phải thôi nha. mắt đạo được làm dày hơn, tức là cộng với cái công trình tu tập. Khi có được công trình tu tập một chút á. Thưa các vị, tự nhiên là người ta xin khởi tâm từ bi rất dễ nghe. Cái kia dù đáng ghét kẻ kia dù dễ thương thưa các vị họ đều rải tâm từ cả tại sao tại vì giữa trần gian này con người nào cũng lây quay ngần đó tuổi con người nào cũng đối phó với vô vàn những bất trắc hết không có một hoàng đế nào không có những bất trắc những bất an và không có một ông nhà giàu nào thoát được cái chết và cái bệnh không có người nào là không cô đơn giữa trần đời này hết dù anh có thể quay quần giữa 100 người đang thương mến Nhưng anh vẫn là người cô đơn Tại vì không ai chia sẻ được cái buồn, cái vui trong anh Không ai có thể thay anh để bệnh một cân bệnh Ta nhớ rằng là người sáng lập ra cái hãng Apple đó, Ông có một câu trước khi chết Ông nói rằng bạn có thể bỏ tiền ra mướn người ta Lái xe cho bạn Nhưng bạn không thể bỏ tiền ra mướn người ta bệnh cho bạn Bạn có thể bỏ tiền ra mua được mọi thứ nhưng mà không mua được sức khỏe để sống còn thậm chí bản thân ông bệnh ung thư rồi ông có bỏ tiền ra ông mướn người ta bệnh ung thư giùm không thế thì thưa các vị rõ ràng rằng là cộng với cái công trình tu tập có một chút thì người ta có được cái đại từ bi tâm họ không có gây tổn thương gây phiền muộn gây bất an gây sầu não cho ai cả vì họ biết rằng là phạm một lỗi lầm như thế thì cái điều tất nhiên là nó dồn ngược lại cho họ làm cho cái năng lực tu của họ bị bào mòn và làm cho cái con đường tiến đạo họ bị chậm lại cái điều rất dễ biết là như thế này ví dụ như ta ở giữa không gian này đừng tưởng rằng nó rỗng trống chung quanh nghe mà chung quanh đó là điện trường nè là từ trường nè bao nhiêu thứ nó đều có mặt trong không gian vô hình này rồi có một cái nó vô hình hơn nữa Là tâm thức của bao nhiêu người Họ thù ghét, căm giận Và họ thù oán các vị Mà cai độc bao nhiêu thì các vị Bị tác động rất là mạnh và rất là khó tu Lòng mình bị sao động Ác nghiệp càng nhiều thì thưa các vị Con đường tu nó càng bị cản trở Nó là tự nhiên thôi Tại vì anh là người Thọ hình hài năm quẩn mà năm quẩn của anh là một loại nó bị môi trường rồi sống tác động nó bị tâm thức của con người tác động cho nên ác nghiệp anh gây thưa các vị nếu có năm người quá ghét anh thì tương đối anh còn chống chọi được có một vạn người căm thù anh thì thưa các vị đời sống anh nhìn bên ngoài thì không làm sao cả nhưng mà lòng anh thưa các vị nó luôn bị xung động thế cho nên có được công phu tu thì người ta tự nhiên khởi đại bi tâm rất dễ không có chuyện là thù quán trách cứ giận dữ hay là làm khó ai hết. thế rồi đạt đến một cái trình độ khá hơn nữa thì người ta dễ có được đại bi tâm cộng với cái chi nữa cộng với cái sự an bình bất động của tâm ngay cái tâm này nó được nuôi dưỡng bằng năng lực trí tuệ à Thưa các vị, đại vi tâm ở cái tầng bình thường á, thì mình mong muốn người kia thoát khổ, giúp người kia đạt được sự an lạc. Mà họ không đạt an lạc, họ chìm ngập trong khổ đau thì mình cũng khổ đau theo nha. Thì nó có một cái phần của tâm ái nhiễm dính mắt vô trong đây. Thế nhưng mà khi có năng lực trí tuệ đẩy đến một cái tầng cao của công phô tô thì đành rằng có đại vi tâm nhưng mà các vị gần như là dững dưng được trước nỗi khổ người kia tức là làm hết mình giúp cho người kia thế nhưng mà cái tên kia nghiệp chướng nó dày quá thì thôi kệ nó cho nó khổ cho nó biết chìm trong khổ đi rồi nó giác ngộ thôi chứ giờ mình dạy hoài nó không chịu giác ngộ là sao cho nên thưa các vị vừa đại bi tâm mà cũng vừa có một cái chút tàn nhẫn nữa nói theo cái từ rất là dễ cảm thông đó là thôi dững dưng Tại vì nghĩ rằng là cái con người kia nghiệp chướng nó đầy hết rồi. Thôi để cho nó đúng đầu vô vách tường đi, nó vu đầu nó sức tráng rồi nó giác ngộ rằng đây là bức tường không thể đi ngang qua được. Cho nên thưa các vị, khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên rằng là sao có những vị thầy họ rất ư là chi? Rất ư đại bi tâm thấy mình khóc họ khóc theo, Thế rồi có những ông thầy Ông thấy mình khóc họ cười sò Chuyện đó là như vậy Sẽ tới một lúc nào đã tâm các vị Có được cái năng lực trí tuệ Các vị quán sát được căn cơ Của chúng sinh kia, của con người kia Họ như vậy là như vậy Đòi đổi thai không dễ Cho nên hãy đợi thôi Hãy đợi chờ Nếu có nhân lực đủ dày Thì đợi chờ cái sự Đổi thai của chính họ và khi các vị học được cái điều này ít nhiều thì các vị có đủ kiên nhẫn với ai? Với người thân của ta nghe. Đừng nghĩ rằng ta thương chồng ta, thương vợ ta, thương con ta, thương bố, thương mẹ ta rồi ta có thể giúp được, thứ không. Tại vì nghiệp họ như vậy, trình độ tâm thức họ như vậy, đợi họ đổi thay tâm thức của họ chứ không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi được. Có những loại chúng sinh rất cần cái khổ nó mới giác ngộ. Có những loại chúng sinh thì nói ngọt đâu nó không nghe, rồi nói chi nó nghe, Nó nặng lời mới nghe. Rồi những chúng sinh thì nói ngọt không nghe, nặng lời không nghe thì làm chi? Và cũng có những loại chúng sinh bất trị. Ha. Do vậy cho nên thưa các vị, đối với các vị bồ tát đại bi rất đại bi nhưng mà có đủ đại trí như vợ, do vậy cho nên độ không được, cũng không khổ não nghe người thân của ta như bố ta như mẹ ta như con ta như chồng ta như vợ ta mình rất mong muốn họ vượt thoát nỗi khổ thế nhưng mà họ không chịu vượt thoát thì làm sao kể họ chứ sao vậy huống nữa là bạn bè huống nữa là anh em huống nữa là đệ tử thưa các vị đừng nghĩ rằng thấy được đạo học thông tam tạng thánh điển có năng lực tu rồi có khả năng giúp cho mọi người không đức phật còn nói là ta có khả năng nhổ sạch phiền não chúng sinh nhưng mà với những chúng sinh nó can cường ngỗ nghịch nó không muốn ta giúp nó thì cũng chịu thua chứ có phải là đức thế tôn vạn năng độ được hết mọi người đâu đây là cái nét thứ hai ta nói về Bắt đạo đã mở nhưng mà cộng với nhiều năng lực tu vẫn còn có những hạn chế nhất định. Cuối cùng kết lại cái phần này thế này. <laughs> Thưa các vị là lời của ngài Quyền Giá nên nên từ trái tim đầy chân hậu và trí tuệ của ngài ngài dạy cho chúng ta những điều để chúng ta có thể đột nhập thẳng vào trái tim giác ngộ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là anh có mở lòng ra để đón nhận lời của ông nói hay không mà thôi đó là ý thứ nhất ý thứ hai nghe lời của ngài dạy hoặc là những câu ca của ngài truyền đạt cho chúng ta hiểu là một việc nhưng mà từ cái hiểu đến cái khả năng ứng dụng được nó trong đời sống tu nó còn là một bước rất dài có thể là tôi giảng giải điều này sâu một miếng các vị có thể cảm thấy hiểu nhưng mà tin thì chưa phải là đã trải nghiệm ít nhiều cái điều vô cùng quan trọng là các vị nội quán cho được các vị xoay vào tự thân các vị có được khám phá tự nội cho được thì từ cái sự hiểu biết của ngài quyền giác ngài khơi mở đến cái khả năng thâm hiểu và có niềm tin chính xác nơi tự tâm của các vị nó là một bước rất là dài Điều thứ ba, khi các vị có được cái sự nội quán nhất định, khám phá được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi các vị, thì mới mở ra được cái con đường hành trì, mới có được niềm tin vững chắc nó chính mình, mới có thể gọi là người có đủ bản định để sống với đạo. Bằng không, thưa các vị, mình cứ lay quay thôi à. Sống lay lắc giữa trần đời Nếu mình đến những đạo tràng tu học Thì mình cũng lay quay mình tìm một cái nơi trốn để gọi là học Phật Pháp để làm ấm cúng một cái chút thì giờ giữa cuộc sống mà thôi chứ cái niềm thiết tha tu tập thiết tha ngộ được đạo thấy được bản tính chân thật mình chưa khởi thì thưa các vị nhiều lắm là mình lây quay hết chỗ nọ tới chỗ kia nơi đạo tràng nào có học Phật thì mình chạy tới và dường như là cả một đời mình xoay tròn theo những cái chuyện vui buồn trần thế rồi xoay tròn theo những chuyện vui buồn cảm xúc của những đạo tràng tu học và cuối cùng lễ chẳng đến với mình đâu cho nên mong rằng từ những lời ngài quyền giác các vị quy chiếu và tự nội quán chiếu để nhận ra cái gì là bản lai tâm chân thật của chính các vị rồi các vị phải có một cái công phu hành trì nhất định nếm được hương vị chánh pháp thực sự để là một người có bản lĩnh giữa cuộc đời không thì cuộc đời chúng ta lây quay hết một kiếp mau lắm thoáng cái vèo là qua một đời người không có khó khăn đâu Và dừng ở đây xin cảm ơn đại chúng